Mỗi ngày thức dậy, chúng ta đều chọn cách bận. Để vừa vội vã đối đầu áp lực công việc, vừa nỗ lực trau dồi bản thân. Để tranh thủ chăm chút cho mình, mà vẫn hết lòng vì gia đình. Để hối hả đảm đương việc công ty lẫn cán đáng việc nhà. Nhưng máy bật không ngừng sẽ hỏng, người bật không ngừng sẽ đuối. Chỉ khi biết tạm tắt bản thân, dành vài phút thư thả bên tách trà đậm vị, ta mới lấy lại được sự cân bằng hài hòa vừa đánh mất. Và bật lại với tinh thần mới mẻ hơn. Cozy, thơm đậm vị trà, hài hòa nhịp sống.